Thank you.
Okay, so for the third word, that's mean resident. Cư dân, những người mà sống hoặc là sở hữu nhà ở một nơi nào đó. Okay, now the word number four. That's mean a vehicle, system of vehicles such as buses, train, or for getting from one place to another. Four. Yes, right. Yes, four. Okay, now what one? Is this correct? Yes. That's mean transportation. Giao thông vận tải là một hệ thống các phương tiện, các phương tiện cơ động, ví dụ như là xe buýt, tàu hỏa và sẽ giúp chúng ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác. And the last one is an attractive, mean able to work or rented by people who do not earn a lot of money. The last word, please. Number five. Yes. Thank you. Okay. Yes. Okay, so we have found your word today. So please, help me to read it again. Okay. Now the first one, please repeat after me. Honor. Yeah. The second one, house number. The number three, resident. Number four, transportation. And the last one, affordable. Okay, so you have 2 minutes to open your notebook and write down all the new words on in your notebook. You have 2 minutes to do that. Open any notebook to write down this, please. Thank you.
many? 8, right? So we need to rearrange our word of phrases here to the correct order. So the method of this kind of activity, that means you need to make it easier by combining 2 or 3 words here into the smaller group before you make a complete sentence then. Cái cách làm của cái bài sắp xếp này là chúng mình sẽ đi ghép lại thành các nhóm nhỏ hơn trước khi chúng mình ghép lại thành một câu. Bài toán bắt đầu là các bạn cần phải ghép 8 đơn vị vào thành một câu, đúng không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ biến nó thành một bài toán dễ hơn bằng cách là chúng mình sẽ đi nhóm với các nhóm nhỏ khoảng 3 đến 4 nhóm. Sau đó chúng mình sẽ đi sắp xếp 3 đến 4 nhóm này thì nó sẽ dễ hơn. Và đây là cái cách làm cho cái bài sắp xếp, đúng chưa nhỉ? So look at the word. Chúng mình nhìn lên bảng nhá, xem là những từ và nhóm từ nào có thể đi với nhau. Thứ nhất là chúng mình có cụm là there like, có like và dislike ở đây thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến nhau, đúng không? Thì theo các bạn, hai cụm này cụm nào sẽ đứng trước cụm nào sau ạ? Which one will be the first? There like, dislike, hoặc là hai cụm này có thể nối với nhau bằng từ gì được ạ? And, yes, okay. Như vậy chúng mình sẽ có một cái nhóm nhỏ đầu tiên là there, like, and dislike regarding a license. Tiếp theo, chúng mình nhìn Google xem đâu có thể là chủ của câu này. Which one should be the subject for this sentence? Today, university student, or I ask? Yeah, maybe I ask will be the subject, okay? And for the word in here, which one can be in this? Cái cụm in this của chúng mình có thể ghép cái thế nào được? Có thể là in this subject, university student health, hay là is it about the in this research project? Yes, in this research project, okay. Rồi, như vậy chúng mình còn hai cái này không? Từ about sẽ đứng ở đâu đây ạ? Yeah. Rồi chính xác, như vậy lúc này nhá, mình sẽ có khoảng 4 nhóm như này. Thì thay vì cái bài toán ban đầu là xếp 8 từ và cụm từ thì chúng mình sẽ có là 1, 2, 3, 4 nhóm này. Và nó sẽ dễ hơn cái bài toán ban đầu rất là nhiều. Và đây là cái cách thức để bạn làm cái bài sắp xếp. Và chúng mình sẽ có một câu hoàn chỉnh là gì ạ? I asked 20th university student about their like and dislike regarding online exam in this research project, okay? Các bạn nắm được cái nào của cái bài sắp xếp chưa ạ? Nhìn chung, cái method chung là chúng mình sẽ xếp các nhóm nhỏ trước, rồi chúng mình sẽ mới xếp cả một câu. Được chưa nhỉ? Bây giờ cô sẽ chia về cho các nhóm nhé, mỗi nhóm một câu. Và các bạn sẽ dán giúp cô vào cái tờ giấy này và dán lên bảng. Okay? Các bạn nhớ là có cái băng dính ở đằng sau nhé. Hai bạn bàn chân này quay xuống bên dưới lên trên nhé. Bàn chân quay xuống bên dưới lên trên đâu cô? Các bạn sẽ dán vào và sau đó đại diện của bạn nên dán lên cho bạn chứ cô. Ok, now please move to the middle table. Please.
Yeah.